Âm thanh bãi Tiến Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ có một số loa bán cho mấy anh em đây. Trước tiên để mình đi cặp loa neo 30 nè. Loa neo này của BNC nha mấy anh em. Cái này là hàng bãi nha mấy anh em, không phải hàng mới thị trường nha. Mấy anh em nhìn cái khung xương nè, cái đầu sắc sảo nó rất là sắc nét nè. Ha, cái sườn nó làm rất là 47 ha, rất là đẹp. Nhưng mấy anh em nhìn là biết đây có một cặp nè. Anh em nhìn khung xương nó nè ha. Hai cái khung xương giống nhau nè, nhìn là biết loa bãi xịn sò ha. Nè. Cũng là từ 100 từ neo em nó em cun 76 nha. Cun 76 này cái gì nè? Cun 76 nè, à, giống nhau ha. Màng sợi thủy tinh nè, mấy anh em thấy không? Màng rất đẹp nè. Mình có một cặp nè. Cặp rất đẹp. Mà có cái cặp nè. Rất đẹp luôn. Đây nè. Ha, cặp này đầu lai mình bán cho mấy anh em 3 triệu nè. Ha, màng cái màng này là màng keo của nó mấy anh em. Màng keo chống nước này của nó luôn. Ha, mấy anh em về rồi quấn ngoài trời rồi kia màng không thấm nước mấy anh em. Không thấm nước nha. Rồi một cặp neo. Tới đây mình có một cặp dì beo 30 nha mấy anh em. Lo này từ khoảng 108 cun, chắc cỡ 76 á mấy anh em, 70 bảy mấy, cun cũng lớn á, cun lớn ha. Cun lo dì beo mấy anh em nhìn cun có lỗ này ha, rất là đẹp. Màng của mình chiếu chiếu nè mấy anh em, thấy không? Lo còn rất mới nữa mấy anh em, nhện đen luôn. Đây đây nè, lo này cũng chưa bắt ốc cho nên mấy anh em, lo nhện đen luôn ha. Đây khá đẹp mấy anh em, nhìn chiếc lo còn mới tinh lên nè, đang còn cặp nữa. Đây nè, nào giống nhau luôn, cun có lỗ luôn mà. Từ nè mấy anh em, từ thấy dáng keo màu hồng không, rất đẹp mấy anh em. Đây nè, rất đẹp. Đây nè ha, một cặp giống nhau ha. Cặp này mình bán cho 2.400.000 nhện đen nghe lo dibel nha mấy anh em. Đây nè, keo nồng, keo màu vàng luôn ha, keo xịn của keo dán từ luôn nè mấy anh em, nhìn nè lo rất đẹp mấy anh em ha. Đó, 2.400.000 lo dibel giống nhau hịch luôn mấy anh em. Rồi tới đây mình có một cặp nè, từ 22 cun trăm lo 30, lo này xuyên súp mấy anh em, quấn súp nha anh em, làm súp hơi súp điện gì là có số nè ha. Cái khung xương này cũng con dibel luôn mấy anh em, lo rất lớn luôn, từ rất là dày luôn mấy anh em, từ rất là dày mà nặng nha mấy anh em, màng có đúng số luôn nè. Đó, từ rất là dày mà nặng, lo này làm súp nha mấy anh em, chứ không làm ca được, mà quấn mít lô mấy anh em à, chứ không làm ca được nha. Lo này ca tiếng chứ không có không tiếng phải, nếu mà mình xài ca thì phải xài cái chép lớn mới được nha mấy anh em, tại này nó nghiêng về tiếng mít lô à, cái tiếng hai nó không có nhiều đâu ha. Cho nên anh em muốn xài ca cũng được, nhưng mà phải xài cái chép bự, nó bù lại tiếng 2 mít nha. Nó có một cặp nè, rất đẹp nữa mấy anh em, cái màn giấy của nó nè ha. Đó, keo của nó là mấy anh em thấy cái lò này là nó đổ cái keo như đó mấy anh em, không phải là mình đổ đâu mấy anh em, mà do hãng nó đổ như, nhưng mà cái keo của nó đổ như nó rất là chắc chắn mấy anh em à ha. Mình ở đây mình dán đẹp đẹp chứ nó quýnh nó dễ sức ha, còn cái keo nó dán như nè là rất là chắc chắn nha mấy anh em. Lo là lo mới ha. Đó, mấy anh em nhìn tưởng nó là cái lỗ mũi mình đổ keo, nhưng mà cái lỗ mũi nó đổ keo zin của nó là gì đó mấy anh em, nhìn nó xấu xí như đó, nhưng mình nó chất lượng đó mấy anh em, chất lượng lắm, cơ hãng nó đổ xấu xí như đó mấy anh em, nhìn nè thấy không, zin của nó ha. Cái này mình lo này còn rất mới, mình không có làm được gì đâu, zin của nó vậy nè mấy anh em, nhìn nè ha. Cái chiếc lo này hầu như cũng là chưa có bắt ốc vô xài luôn nè, cho nên lỗ mũi nó đổ nè mấy anh em á, nào không biết á, tưởng nó có lỗ mũi này á là mình dán ở đây Việt Nam mình dán vô, chứ nó thật với mấy anh em, ai mà dán keo ghê mà vậy, nhưng mà nó đổ trong hãng nó đổ như mấy anh em, nhưng mà rất chắc mấy anh em, nhìn thấy cái lo mấy lo xịn mà lo làm bằng tay á, nó đổ như nè ha, nó đổ keo như nè, nhưng mà lỗ mũi không hề sức, rất là chắc chắn luôn anh em, là có xài qua biết á, như mấy chiếc lo fan này cũng vậy mấy anh em ha, nó đổ lỗ mũi như gì nè, rất là chắc chắn ha, quýnh cỡ nào cỡ không hề sức, mà rất là khó cạy cho mấy anh em ha. Khi mà anh em cạy ra rồi là cái chỗ này nó hư, nó ác gì đó. Cái lo này nó làm khi mà anh em cạy ra lỗ mũi nó hư, không bao giờ dán lại được. Bởi vì nó làm cũng có ý của nó mấy anh em, nó làm nhem nhem như nó, khi mình cạy ra mình đổ xăng cho nó nhè ra thấy gớm, không giờ cạy ra được đâu. Thấy gì chứ, cái hay của nó là cái chỗ có cái keo này mấy anh em, khi mấy anh em cạy ra nó không ra ha, mấy anh em đổ xăng vô để cho nó nhả lỗ mũi ra, nó nhè cái keo ra thấy gớm đi, bởi vì không được đẹp đẹp như của nó như hiện thời nữa đâu. Cho nên mình dán là không bao giờ được nha, cạy ra rồi cái nước chỉ bỏ cái màn luôn á, chứ không bao giờ dán là đẹp như vậy nè, khô đẹp như vậy được nha anh em nha. Rồi tới đây
mình có một cặp Eminent nè, 40 mấy anh em, 40 ha, 40 đây. Rồi mình quên báo giá cặp lo này cho mấy anh em nữa ta, mình xin báo giá là 3 triệu mấy anh em, 3 triệu cặp lo này nha anh, 3 triệu báo giá lại nha, không biết nhớ này có báo giá chưa, giờ nói luôn giá 3 triệu mấy anh em nha. Rồi cho đây mình có cặp lo Eminent 40 nè ha, lo này từ 190 mà quân chắc cả 70 bảy mấy gì đó, made in đời Utah nè, đời Utah ha, lo này lo Mỹ xịn mấy anh em, Mỹ xịn đây. Delta G15A made in Utah đây, màn zin nè anh em, màn zin còn rất đẹp ha, lo này màn zin còn rất đẹp nè, đây màn của nó nè ha, màn của nó mấy anh em nhìn là biết rất đẹp luôn. Đây ha, mình có một chiếc đây cũng giống vậy mấy anh em ha, chiếc màn cũng còn rất đẹp đây nè, made in Delta đây, một cặp Eminent đây ha, màn còn giống nhau hết, giống nhau hết mấy anh em. Đây nè, cái chiếc này nó cấn chút xíu nè mấy anh em thấy không, nó vận chuyển và nó cấn cái màn xíu nè, thấy không, mình cấn mình nó cấn nha. Rồi chiếc này mình bán rẻ mấy anh em luôn, cặp này nè, cái đúng cặp này không cấn nó tới 5 triệu ngoài ha, bây giờ cấn mình bán rẻ cho mấy anh em luôn, 4.200.000, 4.200.000 mấy anh em nha, 4.200.000, nó lỗi chút mà trừ gần cả triệu bạc mấy anh em, nó chung là nó không ảnh hưởng gì đâu mấy em, không cọ không gì nè ha, lo còn tốt không cọ gì, nó cái cấn cái màn nhẹ ha, mà trừ tiền rất là nhiều luôn, mấy anh em mua cặp này là mấy anh em lời ha. Thế nào, không còn gì, lo zin hết, không còn không gì hết, tính ra mấy anh em về xài ngon lành, không có bị hư hao gì hết, chỉ có hơi xấu xíu thôi, mày bắt trong loa thì không ai thấy ha, cấn nhẹ xíu thôi mà bảo đảm không còn zin hết từ A đến Z nha. Rồi tới đây mình có một cặp Eminent nữa mấy anh em ha, cặp này là từ 22 cool 100, từ 22 nè, tức là từ lớn mấy anh em, từ rất lớn nè, mình lấy thứ mình đo cho mấy anh em coi, từ 220 nè, thấy không, 220 đó, tới bên này nè đó, từ rất lớn nha, là mình đo cái gan nè, là bằng một gan mình nè mấy anh em, từ 220 nha, từ rất lớn nè, cái kia từ cái này từ 190 mấy anh em, nhỏ hơn chút nữa ha, cái này từ 220 lớn hơn ha. Rồi cun này chắc cỡ 80 ngoài mấy anh em, cun rất lớn ha, cun này lớn, lo Eminent của Mỹ mấy anh em à, đây nè, màn có đóng số nè, cái màn của nó rất là đẹp mấy anh em, cái màn của nó mấy anh em nhìn là biết cái màn Eminent, cái màn nó màu giống màu nâu nâu, cái lỗ mũi nó như nè ha, nhìn là biết Eminent xịn liền, nhìn là biết lo, rồi cái màn của nó rất là xịn sò cho mấy anh em ha. Nè lo này thì quy lực cho mấy anh em, từ 220 thì lo Mỹ mà mấy anh em thấy là quá trời dữ dằn này ha, giấy còn rất đẹp luôn, còn mới giữ luôn, mới luôn cái keo nè ha, keo nó dán quá đẹp lắm mấy anh em nè, cái giấy nó màu nâu nâu, cái giấy nó cũng giống như gần như giấy với bêu cho mấy anh em nè, lo Eminent ha, đây nhìn là biết liền, đây nằm có một cặp nè, còn mới, cặp này hầu như còn mới 90% mấy anh em, màn của nó nè nhìn rất là đẹp luôn, cái màn của nó màu nâu nâu mà nhìn rất đẹp ha. Lo này thì quýnh quá quy lực cho mấy anh em, lo Mỹ xịn ha, mà từ lớn quân lớn nữa thì lo này thì mấy anh em quýnh súp cũng hay, quýnh full cũng hay, mà lo này quýnh full thì tuyệt vời ha, quýnh full mấy anh em xài full xài gì cũng hay ha. Cặp lo này từ lớn à, lâu lâu mới thấy cặp này mấy anh em, ít thấy cặp nào từ lớn mà từ bự gì lắm, lâu im nền từ 190 trở lại nha, hoặc là 170, 180 nhiều, ít thấy cặp im nền nào mà từ 190 lắm, thế nào ít thấy cặp nào nào, cái này á chắc cái này nó nằm trong cái lo Yamaha mấy anh em, Yamaha cái khung xương này mới nằm trong lo Yamaha nè, cái tem này chắc của Yamaha chứ không phải là F15, chắc cũng trong cái Yamaha, trong cái thùng Yamaha xuất Mỹ, thì nói chung Yamaha thì nó chạy lo Eminent, chép Eminent không anh em, đây nè đó, cặp quá đẹp luôn. Rồi cặp này mình bán cho 6 triệu mấy anh em, lo này quá hay luôn á, lo cặp Eminent. Rồi tới đây có một chiếc 50 nè, MHL 185, tem có số có từ nè, lo này cũng sản xuất mới đây 2022 đây, giấy nè mấy anh em, sợ chữ tinh 7 màu nè, lo này cun khoảng 100 hơn một chút nha, mà nhưng mà lo này rất là cao sâu mấy anh em,
mấy em nhìn chiếc lon này nè, quy lực cho mấy anh em, lon này quá quy lực nha. Cái lon này mấy anh em gấp kẹo kéo hoặc là thí súp quýnh trong gia đình, quýnh sân khấu ngoài trời thì cũng hay chứ nha. Lon này quá quy lực nha, chiếc này quá quy lực nè, từ cái từ 8 lỗ nè, màn của nó rất là đẹp. Cái màn của nó nè, màn có gân này, màn mấy bằng màn là màn 3 lớp 4 lớp gì đó anh em ơi, rất là dày, màn súp mà là loại này là rất là hay. Nhưng mà đặc biệt á, cái lo này nè mấy anh em thấy không, nó chạy cái điểm của bên xe luôn nè. Mấy anh em nhìn thấy lo bãi không, nó chạy cái điểm là mấy anh em đủ ghiền rồi nè. Cái điểm đặc biệt cái lo này rất là sâu nè, nhưng mà lâu lâu nó mới có được một cái cặp này mà màn gân béo mấy anh em, gân béo nè, một chiếc này gân béo nè anh em, gân cao su mà chỉ gân là chuyên súp. Thì những cái dòng này mấy anh em quýnh súp rất là mềm và rất là hay luôn mấy anh em, mà ít có lắm, ít có là số gân giải nhiều, không ít có gân cao su nữa mấy anh em. Cho nên cái những cái dòng này là gân của nó bền ha, mà quýnh tiếng cũng rất là mềm, rất là sâu luôn, gân béo nè anh em, thêm này gân bự không. Cái dòng này ít có lắm mấy anh em ha, cho nên bên đây mình có chiếc này mình bán cho mấy anh em 2.700.000 nè. Anh em nào về làm súp nè, màng sợi tinh nè mấy anh em, chiếu luôn. Gân béo này thì khỏi chê mấy anh em, gân béo này ít có ha, lâu lâu mình mới về biết nhiêu lo mới được chiếc gân béo này đó cho mấy anh em mà xài súp. Rồi hôm nay mình âm thanh Bảo Tiến Phương có một số lo bán cho mấy anh em nha. Mình xin kính chào mấy anh em, hẹn gặp lại video tiếp theo nha mấy anh em, xin tạm biệt.